năm 1963 thuộc địa phận Long Xuyên, vào đạt chủ quyền đánh chung xe Sài Gòn năm 1971. Chính chức linh mục ngày 29 tháng 11 năm 1979 tại nhà thờ Chánh Tòa Long Xuyên cho Đức Cha Gioan Baptista một tuần. Từ khi chính chức linh mục, cha phố đã phục vụ từ năm 1979 đến năm 1999 tại giáo xứ Hòa Lợi. Từ năm 1999 đến năm 2013 tại giáo xứ Định Mỹ, phụ trách giáo xứ Hữu Sở từ năm 1999 đến năm 2003. Từ năm 2013 đến nay tại giáo xứ Teresa Vĩnh Bình, cha phố Hữu Xe qua đời ngày 2 tháng 2 năm 2024 tại giáo xứ Teresa Vĩnh Bình. Thank you.
của cháu ở Long Xuyên và cháu xứ với mình gửi thánh lễ an táng cho cha cố Du Xe và Nguyễn Xuân. Chúng ta gửi thánh lễ an táng ở chúng ta khi Chúa đã phục sinh, và chúng ta hy vọng cha cố Du Xe và cả chúng ta nữa cũng sẽ được phục sinh với lại. Chính vì thế khởi đầu thánh lễ an táng, chúng ta dùng công đức Chúa Kitô phục sinh chào các tông đồ để khởi đầu thánh lễ bởi bình an của Chúa Kitô phục sinh đang hiện diện giữa chúng ta và đặc biệt kết thúc cuộc đời của cha cố Giuse trong bình an trở về với Chúa phục sinh. Chính trong niềm tin và niềm hy vọng này, chúng ta cùng với cha cố Giuse tạ ơn Chúa về tất cả đều là phần ơn. Chúng ta cũng cùng với cha cố Giuse tạ ơn con người, tạ ơn song thân, tạ ơn anh chị em trong gia đình, tạ ơn giáo xứ, tạ ơn giáo phận, tạ ơn con người, trong đó có nước Bosco sống và đồng thời với sự khiêm tốn, chúng ta cùng với cha cố Giuse xin lòng xót thương của Chúa thanh nguyện linh hồn Giuse và xin lòng xót thương của Chúa đón nhận linh hồn Giuse vào cung lòng của Thiên Chúa, nơi mà Chúa dành cho những người đầy tớ trung thành vinh quang luôn luôn thực hiện ý muốn của Chúa mình một cách khiêm tốn. Và đồng thời chúng ta cũng hiện diện ở đây để chia sẻ nỗi mất mát của giáo xứ Lý Bình, của Linh Tông, của Huyết Tộc với cha cố Giuse và cách riêng với Linh và giáo tận Long Xuyên hiện diện ở đây để cảm ơn cha cố Giuse đã hiện diện trong góc phân, đã hiện diện trong linh đoàn và đã hiện hành với linh mục đoàn trong 45 năm liên tục phục vụ giáo phận Long Xuyên. Với tâm tình hy vọng và biết ơn cũng như tâm tình khó khăn của xã hội, chúng ta gửi thánh lễ xin Chúa tha thứ tội lỗi cho chúng ta, xin Chúa tha thứ lỗi lầm thiếu sót của cha cố Giuse để chúng ta xứng đáng gửi thánh lễ này, thánh lễ với thân xác bất động của cha cố Giuse đang hiện diện trong nhà thờ thân tư đây giữa cộng đoàn chúng ta đang nguyên kinh này. Các ngài dẫn con về thần phúc vì Chúa đã thưởng cho các ngài những tình cảm và có nhận các ngài như của lời con thiết thức. Chúa đưa dân mưa hồi đi để
lời đã biến đổi
thành chúng xe chuẩn hậu xuân từ đại chủ sinh lãnh nhận chức thánh để trở thành phó tế, trở thành linh mục để phục vụ cộng bản thân Chúa đó đây trong giáo phận lần xuyên này. Và cũng chính là lời của Chúa kêu gọi cha chú xe hoàng hữu xuân còn rất trẻ cũng đã được hấp dẫn, cũng đã đón nhận sức mạnh từ lời Chúa và nung hấp tình yêu Đức Thánh Mẫu Tử để hiến thân mình cho lý tưởng linh mục, cho sự phục vụ của cộng đoàn thân Chúa. Ở đây không nhận thấy điều này, cha chú xe hoàng hữu xuân nhờ lời của Chúa, một lời hấp dẫn bước theo, một lời đầy quyền uy đón nhận sức mạnh và một lời đầy yêu thương để đón nhận tình yêu và trao tặng tình yêu. Cha Giuse Hoàng Hữu Xuân đã vượt lên chính mình, nhờ lời hay ngon này, nhờ lời của Đức Giám Mục biến trở thành linh mục của Chúa với quyền uy của Chúa Thánh Thần. Trong trang mạng của câu chủ sinh Long Xuyên đã có nhiều lời nói về cha cố Du Xe Hoàng Hữu Xuân. Tôi thấy một điều là lời một bài viết này minh họa cho cuộc đời của cha cố Du Xe đã nhờ lời của Chúa bước theo Chúa để vượt lên chính mình. Đây là bài lời cho cha Giuse Hoàng Hữu Xuân của cha Giao Kim ở Houston tâm tình của bạn bè. Xin được trích: nhớ về bạn, một người chăm chỉ nhiệt thành, cần cù học hành, ngoan ngoãn kỳ thi. Rồi lên đài chủ đền Sài Gòn, bạn vẫn cần cù chăm chỉ như xưa. Kỳ thi cuối năm, bà vẫn chùm chiếu dưới gầm giường và học bài trong khi chúng tớ lo đi ngủ. Mấy bà ở Sài Gòn cười bà lẫn chúng tớ là mấy thằng miệt vườn học kém quá, phải học dưới gầm giường. Ý tụi nó nói rằng tụi mình là dân Long Xuyên, tụi hai lúa, dốt thế mà. Nghĩ về bà, những ngày làm linh mục, bạn chỉ loan quanh ở vùng hòa lợi định Mỹ, bạn ở xứ Ban Đầu. Người ta chỉ một cái bẩn đã là thủ mục rồi, còn bạn phải chịu mãi tới ba cái bẩn. Thảo nào, bạn phải làm lụng, bắt cá, gặp lúa quê để sinh sống. Bạn thật kiên trì, nghèo khó và thương dân của bạn đến thân cùng cái bẩn của cuộc sống. Xuân ạ, yếu nghèo rồi cũng qua đi, và thầy hiến dâng trọn cả cuộc đời 74 năm cho Chúa, 45 năm trong đời sống linh mục và mang Chúa đến với nhiều người nghèo. Và lời mục tử nhân làm theo chân Chúa, và là gương mẫu cho tất cả chúng ta, và là người chứng tá sống đời của Đức Kitô. Nhờ lời gọi ấy theo thầy để trở thành linh mục, cha cố Giuse Hoàng Hữu Xuân đã vượt lên chính mình. Với bản chất của một người miền Nam, miền Đồng Bằng, với nền văn hóa miền Bắc, sống sung dị không còn trẻ, một cuộc sống hài hòa với mọi người, với thiên nhiên và với chương trình, và đồng thời xem ra là một con người cần cù chịu khó và chấp nhận như một sự cam chịu của định mệnh. Và đồng thời cũng chính trong sự cam chịu của định mệnh này cũng có thể chấp nhận những sự mất công xảy ra cho chính mình. Trong những tương quan của anh em chủng sinh, trong những tương quan của anh em linh, trong mối tương quan của một linh mục với giáo dân, và thậm chí có thể cả trong mối tương quan giữa linh mục với bề trên của mình nữa, sự cam chịu trong cuộc sống của cha cố Giuse Hoàng Hữu Xuân là hình ảnh của thánh Giuse, một là của cha cố Giuse đây.
tâm thần đi bên cạnh Đức Mẹ là Chúa Giêsu, phục vụ như một người nô bộc sắc lừa mẹ và con ngồi trên đó. Nô bộc như là một người cần lực làm việc để nuôi không chỉ mình và nuôi sống mẹ và con, mà đây không phải là vợ mình, đây không phải là con mình, nhưng tự cam chịu và chấp nhận. Nhưng đó đây là chương trình của Thiên Chúa, qua là lời Chúa mời gọi anh chị xe hãy nói như nhà cho Maria và bào thai mặt giúp xe bào thai Giêsu trong lòng mẹ vào nhà anh chị xe đã chấp nhận và biến cuộc đời của mình trở thành người ẩn cụ chăm chỉ bẽn lẽn và cao chịu để trở thành một lễ kính sơ cho Thiên Chúa. Bởi Chúa Giêsu trên cây thập giá này chấp nhận sự cam chịu đó, cam chịu đến mức độ mà như Chúa Cha cũng vô bỏ ngài để cho ra sao cho bỏ con. Có lẽ chúng ta có thể cảm nhận được xúc cảm của cha phố Giuse khi ngài bị cơn bệnh đau đớn về thể xác, đau đớn về tinh thần và những khả năng của con người bị cắt kiệt đi, kể cả tu mắt thấy, kể cả sầm nói, và như là lại cũng phải cốt lên thầy cha sao cha bỏ con. Nhưng rồi với lời của Chúa và ngay khởi đầu rất xúc động khi cả cùng Phật phát bảo từ ngàn xưa cha đã yêu con. Với tình yêu đó, ngài đã vượt lên chính mình như Chúa Kitô, cho dù cảm thấy một sự cam chịu trong tâm tư, ngài đã vượt lên rằng đầy che con khó khăn của con trong đầy trẻ, và ngài buông mình để Thiên Chúa đón nhận ngài và nước trời. Suy nghĩ như vậy, chúng ta cùng với cha cố cũng sẽ tả được Chúa trong cơn mọi linh. Chúng ta cũng cùng với cha cố chúng xem tạ ơn Chúa bởi những hoàn cảnh sẽ bất lợi, nhưng bởi lời Chúa đầy hấp dẫn, lời Chúa đầy quyền năng, lời Chúa đầy yêu thương đã tạo nên sức mạnh cho cha cố chúng xem vượt lên chính mình, và từ đó hoàn toàn tín ác cho Thiên Chúa cho những gì mình chỉ vì thế thánh lễ của cuộc đời 74 năm của cha cố Giuse trong đó 45 năm linh mục đã kết thúc với lời tạ ơn thánh lễ của con đã hết, xin tạ của Chúa và chúc cha bố Giuse về với nước Thiên Chúa trong mùa xuân vinh cường. Ở đó ngài được đoàn tụ trong gia đình của Thiên Chúa, không phải chỉ những người chúng ta đoàn tụ với nhau ở thần gian, mà đoàn tụ với Thiên Chúa ba ngôi, cùng Đức Mẹ, cùng với Thánh Giuse của bà Maria, cùng với các thánh, rất có thể trong đó có cả song thân của cha Giuse đang đợi trở lại, và rất nhiều người thân bảo quyến thuộc đang đợi trở lại trong mùa xuân. Tạ ơn Chúa và chúng ta cũng tạ ơn cha Giuse và chúng ta tiếp tục cầu nguyện cho cha Giuse để lòng xót thương của Chúa đón nhận linh hồn của Giuse trời. Nhưng buổi lễ hôm nay chúng ta kính dâng lên cho Chúa trong thánh lễ an táng của ngài, chúng ta cùng kinh lạc để tưởng nhớ đến cha Giuse và để cho lòng Chúa đón nhận vào trong tâm hồn chúng ta một lời đầy hấp dẫn, lời của Chúa đầy uy quyền, lời của Chúa đầy tình yêu. Amen. Và chúng ta tiếp tục chăm sóc. Thank you.
chúng tôi ta đang yêu thần. Lạy Chúa, xin nhân lên hầu thân Chúa lớn rộng khắp hoàn cầu, để khi toàn hầu thân trong đức mân, cùng với Giáo hoàng Phanxicô, Đức Giám mục Giuse chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin nhớ đến tôi tới Chúa là linh mục Giuse mà hôm nay Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cùng với anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm tin còn sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà cha mẹ và các bằng hữu của chúng con đã đi gần trong tình thương của Chúa. Xin cho em đây vào đặt sáng con nhan cho Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được tầm được sự sống đời đời. Cùng với Đức Thánh Trinh Từ Maria, mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse và Giáo Tâm Đức Tin Từ, các chúng con đồ và toàn thể cha thân, ta sẽ đem tầm qua mọi thời đại và cùng với cả ngày. Chúng con được ca đời và tôn vinh Chúa để Giêsu Kitô. Rời xuống đất, không chết đi, không thôi đi, vì nó chỉ chờ trôi một mình thôi. Và nếu hạt lúa mình rời xuống đất mà chết đi và thôi đi, thì nó sẽ sinh ra nhiều bóng hàng. Và lấy Chúa Cha đã trao kỷ dựng vũ hoàng.
ngư hoàn toàn phục vụ. Trước khi kết thúc thánh lễ an táng và tiễn biệt cha cố Giuse về nơi an nghỉ cuối cùng, con xin thay mặt linh mục Hoàng giáo phận Hưng Kim nói lên đôi lời cảm tạ. Trước tiên, cùng với cha cố, xin dâng lời cảm tạ Thiên Chúa. Cảm tạ Thiên Chúa vì người đã yêu thương sai cha cố vào trần gian để tiến hành sứ vụ cho Chúa 74 tuổi đời và 45 năm sống hồng ân thánh sứ linh mục. Với 74 tuổi đời làm con Chúa, chắc chắn cha cố đã nỗ lực từng ngày trong giới hạn thân phận người để sống xứng đáng là con Chúa như muối như me giữa thế gian. Với 45 năm sống đời linh mục, chắc chắn cha cố đã không ngừng phấn đấu trung toàn bổn phận thánh chức cao quý trong mình rằng thân phận. Thời gian trần thế của cha cố đã hạn, Chúa đã gọi mời cha cố ra khỏi đời này bằng bệnh tật và cái chết. Chúng ta tạ ơn Chúa cùng cha cố vì sau bao năm lao lung vất vả trần thế miệt mài trong sứ vụ, nay ngày trở về quê Chúa để nghỉ ngơi, chúng ta tin tưởng rằng cha cố sẽ được đến nơi ân thưởng mà Chúa Giêsu đã đi trước dọn sẵn cho cha. Như lời Chúa Giêsu nói, thầy ra đi là dọn chỗ cho các con, để thầy ở đâu các con cũng sẽ ở đó. Kể đến cùng với cha cố Cung Xe, cảm ơn gia đình giáo phận Đông Xuyên đã yêu thương khôn ngoan và cho cha cố được ở trong nhà giáo phận như một vườn nho tươi tốt để ngài sống đời ơn gọi phục vụ trong thánh chức linh mục suốt 45 năm qua. Đặc biệt cảm ơn đức cha Cung Xe giáo phận giáo phận Đông Xuyên đã đến giết con an ủi động viên hay khi cha cố lâm trọng bệnh, biết là hôm nay với tình yêu thương của người cha trong đại gia đình giáo phận, biết cha hiện diện cầu nguyện và đến thánh lễ tiễn thương cha cố về với Chúa. Xin cảm ơn quý cha trong linh mục Hoàng giáo phận Đông Xuyên đã yêu thương chia sẻ giúp đỡ nâng đỡ cha cố trong sứ vụ linh mục suốt 45 năm qua, cũng như trong thời gian tại thế của ngài, nhất là khi lâm trọng bệnh. Và hôm nay quý cha dành thời gian đến dân thánh lễ tiễn đưa cha cố về với Chúa. Xin quý cha tiếp tục tiếp thương và còn nguyện nhiều cho cha cố như xe. Xin cảm ơn tu sĩ nam nữ chúng sinh, thầy phó tế đã đến cầu nguyện và nhiệt chất thánh lễ an táng cha cố hôm nay. Xin tiếp tục tiếp thương đồng hành tiễn đưa cha cố bằng lời cầu nguyện để ngài sớm hiện diện bên thánh nhà Chúa. Xin cảm ơn quý bà con giáo dân đến nhận chân thánh lễ an táng cha cố Cung Xe, nhất là bà con đến từ những nơi mà ngài đã từng phục vụ, đặc biệt bà con giáo dân giáo xứ Teresa Thị Bình, giáo xứ sau cùng ngài yêu thương phục vụ và ra đi trở về với Chúa. Xin mọi người tiếp tục yêu thương như đã từng yêu thương ngài bằng lời cầu nguyện để ngài sớm hiện diện bên lòng Chúa. Xin cảm ơn cha giám đốc nhà vua Trần Xe đã chuẩn bị bằng một cho cha Cung Xe tại các thánh nhà vua linh mục Trần Xe. Xin cảm ơn cha phó thầy linh sứ hội đồng mục vụ giáo xứ Teresa đã yêu thương giúp đỡ cha phó trong việc phục vụ giáo xứ trong thời gian qua, cũng như ân cần lo lắng chăm sóc giúp đỡ ngài khi trong trọng bệnh cho tới khi qua đời. Nhất là mấy ngày tháng lễ qua, cha phó thầy sứ và hội đồng mục vụ giáo xứ đã vất vả hy sinh rất nhiều. Nhờ đó, những ngày lưu lại sau cùng của cha phó tại giáo xứ đã diễn ra thật yêu thương, thật tốt đẹp, đặc biệt thánh lễ an táng hôm nay thật an nhiên sâu sắc.
Xin chia buồn với gia đình, người thân thành phố Bến Tre. Cảm ơn mọi người đã đến đỡ ngài trong khi cầm bệnh hiện diện lúc lâm chung, nhất là đã tới ngày xuống ngày tang lễ. Cha cố hạnh phúc ra đi về với Chúa và trong vòng tay yêu thương của người thân gia đình. Xin tiếp tục cầu nguyện nhiều cho cha cố Bến Tre. Cảm ơn các hội đồng, các đoàn, chức lễ, các nhân phẩm quyền và những người cộng tác phục vụ cho những ngày tang lễ được diễn ra tốt đẹp. Cảm ơn tiền chủ ma tán quan cúng đã đóng góp và cộng tác phục vụ để việc ma tán gia cố được diễn ra trang nghiêm tiết kiệm theo tinh thần Kitô giáo. Cảm ơn chính quyền địa phương đã đến kính chí gia cố và chia buồn với gia đình giáo sư Teresa Vĩnh Bình vừa mất đi một vị cha thân. Nhất là quý vị đã hỗ trợ an ninh trật tự bình yên cho những ngày tang lễ, xin chân thành cảm ơn. Sau cùng, khi còn sống, cha cố Vĩnh Xe có điều chi thiếu sót với bề trên, với linh mục đoàn, với gia đình, với người thân, với mọi người, nhất là với những ca ngày có trách nhiệm phục vụ, xin tha thứ. Sự tha thứ cần thiết để ngài thanh thản trở về cùng Chúa. Trong khi tổ chức tang lễ có điều chi thiếu sót, xin vui lòng lượng thứ. Xin cảm ơn. Lần đi thức kiến việc lần cuối với cha cố Vũ Xe và Vũ Xuân, cha sở của giáo sư Vĩnh Bình, tôi xin được là công bố vừa là để cho giáo sư mình an tâm được an nghỉ, mà đồng thời cũng vừa để cho cha cố bình an ra đi, không còn lo lắng. Chính vì thế tòa giáo thường xuyên quyết định để bổ nhiệm cha Phêrô Nguyễn Hoàng Vinh đang là cha phó của giáo sư Nguyễn Bình sẽ có nhiệm vụ quyền cha sở của giáo sư Nguyễn Bình, với tất cả những năng quyền, những quyền lợi, những bổn phận của quyền cha sở của giáo xứ. Chúng ta cầu nguyện cho gia cố Phục Xe, chúng ta cũng cầu nguyện cho giáo xứ Kinh Lê, và chúng ta cũng cầu nguyện cho cha Phê Hồ Nguyễn Hoàng Vinh. Và bây giờ chúng ta cầu nguyện với kế nguyện gia cố Phục Xe. Em quý cha mẹ quý cô, hôm nay chúng ta ra những cái tâm an ở cái chùa trong cái tin mừng ghi nhận được sắc đẹp đời. Cái này có nghe một ngày đồng bào từ sắc đẹp đời ấy quý là cha chúng ta để cái tin kết tiếp được như chúng ta đi trong đời hồi cái thời gian này và tiếp tiếp sự đời hồi và cái đây một cái điều của chúng đã nhiều lần được tổ chức thấy vào năm. Giờ đây cũng được nhận 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 cho công tác bước trên trời, nhận cùng với sáng thánh vẫn còn nhanh môn trợ như hư vai. Cho nên cũng còn những cái kiến thức là giờ đây anh đang nhanh khóc nốt, một ngày kia có thể phải phục vụ anh em chúng ta, ta là cái gì thôi. Như ý người là sự sống cái đức là cứu dựa trong dịp hoài. Lạy các thánh của Thiên Chúa, xin lấy Chúa giúp. Lạy các thánh sở của Chúa, xin lấy gặp anh linh hồn linh mục Du Xe. Xin nhớ linh hồn linh mục Du Xe đến như tôi ngang chân tôi cao. Xin nhớ linh hồn linh mục Du Xe đến như tôi ngang chân tôi cao. Xin kính yêu cầu đến các loại linh mục Du Xe đón nhận linh mục Du Xe trên các tinh thần những đưa linh mục Du Xe và là phổ hộ pháp ma. Xin nghe gặp linh hồn linh mục Du Xe. Xin nghe linh hồn linh mục Du Xe lên chưa tôn ngang chân tôi cao. Lạy Chúa, xin cho linh hồn linh mục Du Xe để lý yên muôn đời và cho ánh sáng ngàn vô chiếu xa cho linh hồn linh mục Du Xe.
Xin dâng linh hồn đến một chút xe lên trước cốt nhang thân tối cao. Lạy Cha Thánh Linh Từ, chúng con xin có chân linh hồn để nghe chúng con tâm lên Cha. Cái gì đi nhằm chắc chắn, linh hồn chúng xe của chúng con sẽ sống lại cùng với Chúa Kitô trong ngày sau đó. Với mọi người đã chết trong Chúa Kitô, dạy lại Chúa, xin tư sống lắng nghe lời chúng con hậu mà ở tiên đàn cho con tới Chúa, và cũng chỉ cho chúng con đang còn sống, biết dùng lời lẽ chúng tên mạng của nhau. Phải đến khi tất cả chúng con được toàn bộ trong Đức Kitô, nhận như vậy chúng con sẽ cùng chia sẻ với chúng con là anh một chú xe sống mặt bên Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.